Tường đã vào vị trí của mình rồi và bạn trai của chúng ta đang ngồi chờ đợi cũng khá lâu và rất là hồi hộp rồi quý vị. Bây giờ Tường xin phép sẽ ra ngoài mời bạn gái của chương trình ngày hôm nay vào bên đây nha. Rồi, mời em qua bên đây em ơi. Đây là ghế ha, bước lên chút xíu, ngồi vào. Rồi, mời hai bạn có thể tháo mặt nạ ra, đây chị mở cho. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chào chị Cát Tường và bạn nữ phía đối diện. Thì em là Đỗ Thành Tài, năm nay 27 tuổi. Hiện em đang là kỹ sư phần mềm của công ty Tân Cảng Sài Gòn. Thì sở thích của em là thường đi phượt, là lái mô tô, bảo dưỡng xe máy hoặc là bắn cung. Đi phượt nhiều vậy rồi thời gian đi làm thì sao, mình có bị cái thời gian đi làm mình thoải mái không hay là thường thì em sẽ đi vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Quê mình ở đâu Tài? Quê em ở Tiền Giang. Giờ hiện tại mình đang sống ở đâu? Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, còn em? Dạ, chào chị Cát Tường và chào bạn kế bên. Em tên là Tố Như, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Sóc Trăng và hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì Như? Dạ, em đang làm ở trong một công ty du lịch Triều Hảo ở quận 1 ạ. Mình làm đó lâu chưa rồi, hiện tại mình đang ở đâu, ở với ai? Dạ, em làm ở đó cũng được 2 năm ngoài rồi chị. Hiện tại thì em đang ở quận Bình Tân với lại chị gái và anh rể. Điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc là gì? Điểm mạnh của em là có tâm với cái nghề của mình. Còn điểm yếu là em hơi hiền, hơi nhát. Tật xấu thì em chưa có nhìn ra. Chưa có nhìn ra. Tật xấu của mình ít nhìn ra lắm. Dạ đúng rồi. Nhìn ra cho mình. Thế còn em? Điểm mạnh em thì là chân thành, thẳng thắn và có gì thì em thường hay nói thẳng, em không có thích giấu giếm. Thì em làm rất là chăm chỉ và không có nhậu nhẹt chơi bời, em cũng không hút thuốc. Thì điểm yếu có lẽ là em hơi nhút nhát với lại em hơi gọi là không có năng động lắm, em hơi thụ động. Kỳ vậy, dân đi phượt mà sao không có năng động lắm là sao? Em thích đi phượt chứ thực tế nói chuyện thì em nói chuyện công việc thì em nói rất tốt, nhưng mà khi mà trao đổi những vấn đề khác thì em hơi bị khó. Vậy thì tình trường của mình như thế nào, mình trải qua mấy mối tình rồi? Tại em làm cho cái ngành lập trình là làm phần mềm á, rất là ít nữ cho nên em cũng rất ít được tiếp xúc, cho nên tình trường hầu như là không có. Hai mấy tuổi chưa có mối tình nào hết luôn. Yeah. Ủa lý do tại sao vậy em? Từ khi đi học là em trường của em là rất ít nữ luôn, gần 300-400 học sinh nhưng chỉ có 4 sinh viên nữ thôi. Trời ơi, trường gì quan nghiệt vậy? Mỗi lần mà có học sinh nữ đi ngang lớp hoặc là ai mà nữ đi ngang lớp thôi là mọi người trong lớp đều rất là phấn khích, ồ lên rất là có bốn gần 400 mà có 4 người nữ à? Dạ, rất là ít à. Rồi sao giờ đi học cũng đi chơi rồi trong quá trình đi phượt đi đồ cũng không quen được ai hả? Dạ không à. Thì cũng chỉ có nhóm mô tô bọn em đi, những người nam đi thôi. Mình phải tìm tới những cái nơi nào mà đông bạn nữ ra công cộng, đặt chiếu phim, quán cà phê, quán ăn đồ đó. Mình phải đĩa có ai mình tiếp cận. Vậy là em cũng nhút nhát quá đúng không? Dạ. Ví dụ vậy em đi trong quán cà phê, muốn cà phê đi. Rồi em thấy bên kia có một cái bàn, có một nhóm các cô gái ngồi cà phê với nhau. Đó, mà em nhìn qua em thấy có một cái cô mà trúng cái đối tượng của mình. Thì em nghĩ em có dám qua để làm quen không? Chắc chắn không. Chắc chắn không, bởi vậy là ế đúng rồi. Thôi được rồi, hôm nay hy vọng chị Tường giải ế cho em nha. Dạ. Rồi. Thế còn em, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em chỉ trải qua một mối tình chính thức là lúc đại học thôi. Cũng có những cái mối tình mà em đơn phương người ta cũng có. Đơn phương là đơn phương sao? Là em thương người ta nhưng mà người ta không thương em. Em có bày tỏ cho người ta nghe không? Dạ không chị. Tại sao không bày tỏ, sao người ta biết? Người ta có biết em để ý người ta không? Em nghĩ là nếu như mà người đó tinh tế thì người đó sẽ cảm nhận được. Nhưng mà đa số là những người đó sẽ không bao giờ tinh tế. Dạ. Yêu phải nói cho người ta biết chứ. Dạ. Một cái mối tình đơn phương vậy thì nó kéo dài trong em là khoảng bao lâu? Mối tình đầu tiên đơn phương của em kéo dài khoảng 8 năm. Cái gì? Yêu đơn phương một người mà kéo dài 8 năm? Từ nhỏ, từ năm lớp 5 lận chị. Rồi em ký 8 năm trời. Rồi 8 năm trời trong mắt em chỉ có mình anh đó thôi mà anh không biết. Dạ. Tụi em mất liên lạc rất là nhiều năm nhưng mà em vẫn cảm thấy là em thương bạn đó nhiều. Cho tới khi một ngày em mới biết được là bạn đó đã có vợ rồi thì em lúc đó em không thương được. Trời đất. Nếu mà bạn đó mà chưa có vợ là em vẫn tiếp tục nữa hả? Dạ, em nghĩ là vậy. Ồ dạ luôn, em là nghĩ là vậy đó hả? Thôi thua, tôi thua rồi. Rồi bây giờ tại sao mình ế? Gần đây nè. Tại vì em cũng chung là chưa tìm được cái người mà em cảm thấy tin tưởng. Người như thế nào thì em mới tin tưởng? Có cái nét hiền, ít nói thôi, lại là hiểu được cái em muốn cái gì. Cao hơn em một tí, khoảng từ 1m65 trở lên. Ừ, được. Có nụ cười đẹp. Cười cái coi cưng. Đẹp, được. Dạ, với lại không hút thuốc.
Anh đây là không hút thuốc, không ăn nhậu gì hết trơn á, chỉ có đi phượt thôi. Không ăn nhậu luôn hả chị? Không ăn nhậu luôn. Em nghĩ là nên biết uống bia một tí. Anh nên biết uống bia một tí. Em uống khá là dở, chỉ hai lon là xỉu à. Hai lon là cũng biết uống rồi. Dạ, vậy là có biết uống. Uống lon cũng được ha, vui vui phải không? Ý là muốn có xã giao người ta mời cũng có thể là làm được miếng chứ gì. Dạ đúng. Rồi vậy là được rồi đó. Gia đình có hối thúc gì chưa hay là... Dạ có. Có, thường dưới quê mà giờ là hối thúc dữ lắm. Ba mẹ thì nói em là phải để dành đủ tiền thì mới cho em lấy chồng. Ủa mắc mớ gì em phải để dành đủ tiền mới lấy chồng? Tại vì cái phần đó là phần em phải tự lo cho cuộc sống của mình. Cho nên là ba mẹ nói là em phải để dành đủ một cái số vốn thì ba mẹ mới cho lấy chồng. Số vốn là bao nhiêu? Dạ một cây vàng. Dạ một cây vàng. Là ý ba mẹ em nói khi nào mà em có một cây vàng thì mới cho em lấy chồng. Dạ đúng ạ. Một cây vàng nó để dành cho em. Dạ. Ủa sao kỳ với ba mẹ ngộ vậy ta? Hiện tại thì em đã để dành được khoảng 7 chỉ. Ồ, chúc mừng em đã để dành được 7 chỉ rồi, tiếp sức cho cô ấy 3 chỉ nữa đi em. Dạ. Cũng hay, nhiều hơn thì càng tốt đúng không? Nhưng ít nhất phải có một cây để lận lưng. Giống như để về nhà chồng người ta không khinh mình đó phải không? Ý ba mẹ là vậy phải không? Dạ đúng rồi chị. Hay, cũng là một ý kiến rất đặc biệt. Còn em, ba mẹ có dặn gì không? Em thì nam cho nên cũng không hối thúc nhiều, nhưng mà cũng muốn kiếm mình một người có thể yêu thương. Mà cái mẫu người của em là muốn tìm là người như thế nào? Lấy gia đình làm trọng, quan tâm đến gia đình. Không ăn chơi, không có nhậu nhẹt, hay là dạng là đi mấy quán bar vũ trường thì em không thích lắm. Thì chỉ là đi chơi bình thường là ok, xem phim, đi nhậu với công ty ok. Em có đi quán bar vũ trường gì không? Dạ không chị. Chị nghĩ là không đó. Ủa em đang ở với ai? Ở với ba mẹ, nhưng mà thực tế trong nhà thì kinh tế em vẫn tự lo thôi. Sau này ví dụ lấy vợ về là làm dâu ở chung với ba mẹ hay là hai chồng sẽ ở riêng? Theo em muốn thì vẫn ở chung với cha mẹ, nhưng mà thực tế là gia đình thì vợ chồng vẫn sẽ tách riêng ra, chỉ là trong nhà, chung nhà thôi chứ không có gì dính hết. Rồi nhà cửa đất đai là có cái cơ sở gì chưa hay là mình phải phụ thuộc ba mẹ? Hiện tại thì em cũng đã có một phần đất rồi. Đất đai cũng đã có rồi. Có rồi, có đất đai rồi luôn. Ồ, vậy là quá tốt rồi, kinh tế vẫn ổn định rồi. Em có đem hình ảnh gì không cho chị dạ, Mừng coi dạ, với? Dạ có. Rồi cho chị mượn hình của em. Chị cho em gửi. Trời ơi, nhiều vậy. Rồi cho lựa. Một tấm hình đi phượt và một tấm hình có bạn bè của anh trong đó. Hai tấm thôi, lựa đủ rồi. Hãy xem đi, coi thử coi có người tình trong mộng của mình đã chổng không, có mẫu người lý tưởng của mình đã chổng không. Cho ảnh một cái gợi ý về em để cho anh dễ tìm đi em. Một cái gợi ý gì đó, một cái đặc điểm gì của em. Em cao 1m64. Rồi, còn em có gợi ý gì cho cổ không? Em cao 1m72. 1m72. Trời ơi trời, ngồi không à? Ngồi không à. Biết sao kiếm. Hơi tròn. Hơi tròn. Rồi, 1m72 hơi tròn. Có chưa? Chắc là giữa. Đâu? Chắc là giữa. Ồ, tại sao chọn cô giữa? Nghĩ 1m64 thì hơi thấp nên chọn. 1m64 là cao quá chứ, 1m64 mà thấp gì chị Tường, chưa được 1m6 nữa nè. Dạ. Cầm đi, rồi, ok, em chọn được chưa em? Dạ, em nghĩ là bạn nam áo đen. Rồi, cầm đi, cầm hình đi. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha, để cho các bạn xem thử cái sự lựa chọn, cái cảm xúc đầu tiên của mình, coi cái linh cảm mình có đúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Nhìn đi, kiểm tra đi nào. Wow, sao em đúng không? Như là đúng chứ chị. Em hay quá ha, anh đứng tuốt đằng sau mà em nhận ra, còn em? Không à. Nghĩ sao 1m64 mà chỉ cái cô lùn nhất trong hình thiệt luôn á. Nhìn anh trong hình cũng khác ở ngoài quá. Người ta là tròn hơn lúc trước. Đúng rồi, nhưng mà em đoán đại thôi. Hơn là đúng. Nếu như mà hai bạn hẹn hò với nhau thì đầu tiên mình sẽ hẹn hò ở đâu? Hỏi thế nào? Em có làm thứ bảy không? Dạ thứ bảy là buổi sáng. Là buổi sáng à? Vậy thì chắc là buổi chiều được. Nhưng mà hơi xa anh. Em làm ở đâu? Em ở Bình Tân. Bình Tân à? Từ nhà ra. Thì nếu hẹn thì có thể hẹn buổi chiều thứ bảy thì em làm về rồi ra hẹn cũng được. Có gì đâu xa. Ta cách nhau mấy tỉnh, mấy sông, mấy núi còn chưa cái gì đây. Trong thành phố Hồ Chí Minh không mà xa cái gì. Tự tin lên. Tự tin lên nha. Rồi hôm nay đem cái này theo chi đây? Cái này là quà tặng. Vậy thì sao? Chừng nào tặng? Chắc là sẽ tặng nữa liền. Thì tặng đi. Rồi mai không quà. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
Và em cũng có một món quà đáp lễ với anh là em cũng thích đọc sách á, cho nên em gửi anh một quyển sách tên là Thay Đổi Mới Có Cơ Hội. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Anh cũng đọc sách nhiều nhưng mà hầu như anh sách về chuyên ngành lập trình là nhiều chứ. Ủa, lý do tại sao lại tặng cái nón đó? Cái nón thì ta nữ mà tặng cái nón nhỏ nhỏ gọn gọn thôi, tặng cái nón bự quá vậy? Đó là giờ dành cho nữ á. Tại vì nón nó phải đủ cái tiêu chuẩn an toàn để bảo vệ, cho nên thường cái lớp mút nó sẽ dày và nó nhìn sẽ to hơn so với những cái nón mà phổ thông trên thị trường, nó không có đủ độ bảo vệ. Nếu mà có thể quen được thì muốn đi phượt chung với nhau để chở nhau đi chung. Em cảm nhận về món quà của ảnh như thế nào? Em thấy nó cũng dễ thương nhưng mà có vẻ là nó không phù hợp với em lắm. Lý do? Tại vì em cũng không có thích đi phượt nhiều. Em làm bên du lịch đó nhưng mà em không có thích đi du lịch lắm. Rảnh rỗi thì em chỉ thích đi xem phim hoặc đi vòng vòng ở thành phố này thôi. Rồi, ok. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa cùng nhau để tâm sự với nhau được nhiều hơn nha. Dạ. Mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng Hòn Đất đã chuẩn bị cho mình nha. Đây là món sườn kho, nhìn rất là hấp dẫn nè. Và đây là món gà đi bộ kho xả, nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn. Xin mời hai bạn tự tin lên, vừa ăn vừa tâm sự nha. Em gái hãy tự tin chia sẻ nha cưng nha. Rồi, chúc ăn ngon miệng. Ê, mời em nhé. Dạ rồi, em cảm ơn. Có đủ chưa? Dạ có rồi. Em làm bên ngành du lịch nhưng mà sao lại dạng không thích đi du lịch nữa? Em làm trong văn phòng thôi, em làm điều hành. Phòng. Dạ. Em có bao giờ đi phượt mà xe máy bao giờ chưa? Hay là... Hình như em chỉ có phượt một lần duy nhất với một nhóm bạn thôi. Đi xa tới đâu lận? Lúc đó là tụi em học ở Cần Thơ á, xong rồi đi phượt lên Sài Gòn ha. À, Cần Thơ lên Sài Gòn, vậy cũng không xa lắm. Dạ. Anh, đối với anh thì quãng đường nó là ngắn. Dạ, anh đi phượt vậy thì cái tần suất anh đi á, mỗi tháng là anh đi bao nhiêu lần? Thì trung bình mỗi tháng là một lần. Là đi với nhiều người đúng không ạ? Cũng có đi với nhóm hoặc là đi một mình cũng có nữa. Một mình có thì luôn. Lúc mà có nhóm đi thì đi chung, còn không thì đi một mình. Dạ. Vậy em đi, em có thích đi mô tô không hay là thích đi ngồi trên xe hơn? Không, thì em vẫn thích đi mô tô hơn. Tại vì em bị say xe, em không có đi xe được. Thường em đi về quê là cũng đi xe máy luôn hay là... Dạ, em đi xe đò. Xe đò. Tại vì chị không có cho chạy xe máy. À, không cho. Anh không biết uống rượu hả? Uống thì uống được nhưng mà uống rất là kém. Giống như cuối tuần đi xã giao được có, nhưng mà thường anh ít uống. Dạ. Anh thường anh ít đi tăng 2 lắm. Thường tăng 1 là đi xong rồi nói chuyện xong rồi đi về. Chứ không có đi tăng 2 với mấy ông. Anh có gì muốn hỏi gì em không? Như anh hơi chưa hiền quá, nhát nhát. Có thể thấy là anh rất không biết có chủ đề gì để nói. Ủa, thường em có thích hay đi xem phim không nhỉ? Dạ có. Phim chiếu rạp. Ừ. Chị nhắc tường vô. Ăn chưa? Nãy giờ có ăn miếng cơm nào chưa? Dạ ăn rồi chị. Ngon. Nãy giờ chị ra ngoài mà chị vẫn thắc mắc là chị tức quá, chị hỏi em gái nè. Bây giờ em không thích đi phượt đúng không? Dạ đúng. Bây giờ anh này thì cái size của anh, cái gu của anh là cuối tuần anh thích đi phượt. Còn bây giờ em không đi thì rồi ví dụ hai đứa yêu nhau thì sao? Hai đứa yêu nhau thì em có thể đi được với anh một vài lần chứ không đi được thường xuyên giống như là sở thích của anh. À, lúc em đi được thì ok. Ở lúc em không đi được thì em có để anh đi không hay là anh phải bỏ đam mê của anh? Dạ được, anh cứ đi bình thường thôi ạ. À. Anh đi rồi anh chở cô khác là em ghen không? đừng để em biết là em sẽ không ghen. Trời ơi, đừng để em biết. Thường em đi phượt em đi với ai? À, em đi một mình. Đi một mình? Có khi nào chở cô nào đi phượt chưa? Chưa. Ê, bây giờ mình phải dung hòa với nhau ha. Cổ theo em một ít, em dì cổ một ít, như vậy thì mới hòa hợp với nhau được không? Đúng không? Cái đó được hả? Thôi bây giờ cho bốc vài lá bài đi nè. Em bốc trước đi. Thực hiện những yêu cầu trong này nha. Rồi, đọc lớn lên. Hôn em tóc, bạn gái và nói anh yêu em. Để hai chia sẻ cảm giác. Đây là một cơ hội để cho mình có một sự va chạm, tiếp cận nhau. Cho hai bạn có cơ hội gần nhau nhiều hơn, tâm sự với nhau được nhiều hơn. Mạnh mẽ lên. Làm à? Trời ơi, chứ để tôi làm đưa mấy cái lá bài này chơi. Cái này chắc là khó. Đây là thử thách của chương trình. Tại vì bản thân em là khá là cứng nhắc, cho nên nếu mà thật sự chưa có tình yêu gì hết thì em không có làm những hành động đó. Cái này chỉ là cái game mình
chứ cái này không phải thiệt. Hôn lên tóc, hôn lên trán, hôn lên tai, thiếu gì cái chuyện để làm. Thằng Tinh bước qua đây, mạnh mẽ lên, chàng trai của tôi ơi, đi cho người ta thấy cái body của mình luôn nè. Chỗ nào trên tay cho dễ. Yêu cầu là hôn lên tóc mà. Tóc hả? Hôn lên tóc nè. Em gọi đầu rồi. Trời. Dạ. Anh yêu em. Ôi anh yêu em vui vậy? Yêu em gọi luôn rồi đó hả? Anh yêu em gọi luôn hả? Cảm giác của em sao em? Em cảm giác là nó không có thật. Còn em cảm giác sao? Ngại. Ngại. Trời gì toát mồ hôi hột luôn vậy? Anh yêu em. Lần đầu tiên tôi nghe em nói một cái anh yêu em mà nó nhanh mà nó nhạt như vậy luôn á. Thôi được rồi, mời bạn gái. À, ôm bạn trai từ phía sau 15 giây và nói hãy ở lại bên em lúc này, không lãng mạn bị phạt. Trời ơi. Rồi à, đổi được không chị? Không, bóc rồi là không có đổi gì hết trơn á. Hiểu chưa, thuộc chưa? Tôi kiểm tra rồi, làm đi, tôi kiểm tra nè. Hãy ở lại bên em lúc này, không lãng mạn là bị phạt. Tôi phạt ghê lắm luôn á. Anh nên có thể đứng lên không? Được không chờ. Được sống được, mạnh mẽ lên, tự tin lên. Hãy tự tin hơn chàng trai ấy. Đếm ngay đi chị. Hả? Đếm giây, có 15 giây hả? 15 giây, 1, 2, 3, bắt đầu. Anh nói không? Hãy ở lại bên em lúc này nha. Có bị nha là được. Tôi định là thấy khô ca của tôi không chịu. Chữ nha sao rất là dễ thương. Cảm nhận của em sao? Cũng là ngại. Cũng hơi ngại luôn. Ông ôm người ta cũng ngại, người ta ôm mình cũng ngại nữa hả? Trời ơi, nó nghe nè, em có thích bạn gái không? Nếu như có thì... Hả? Có. Có khi nào em nghĩ em thích con trai không? Không. Không, chắc cũng thích con gái. Chăm chăm. Dạ. Sao nhát dữ vậy? Gái ôm mình thôi mà, mình đâu có gì đâu mà mình nhát, mình phải ngại. Chung là em thẳng thắn với lại những cái đó, nếu mà chưa phải là gì với nhau thì chưa phải là yêu đương thiệt đó, thì em sẽ không bao giờ có những hành động đó đâu. Thường là em sẽ tìm hiểu sau khi hợp thì em quyết định quen, thì lúc đó mới thường em cũng chỉ nắm tay là cùng lắm. Thường là nắm tay là cùng thôi. À. Thế em quan điểm như thế nào về chuyện sống thử? Em không muốn sống thử. Ngay khi nào hôn nhân mới có. Thế còn em như thế nào? Dạ em cũng không có đồng tình với việc sống thử. Rồi hồi nãy thử cái vụ mà anh ở lại bên em, anh nhé, thì cảm xúc con người em thấy như thế nào? Dạ cũng hơi ngại chị. Cũng hơi ngại. Ok, chị Tường cho các bạn chơi vậy để cho các bạn thoải mái một chút. Hai bạn rụt rè quá à. Nha. Bây giờ em hát tặng bạn gái một bài hát đi. Em hát dở lắm mà. Kệ nó, chủ yếu là nó vui, chủ yếu là tình tấm lòng. Rồi vỗ tay cho bạn trai đi em. Đoàn quân Việt Nam đi chung cùng cứu vậy. Thôi. Ca vô đây, trộn tình yêu mà quốc ca vô hết hồn vậy. Đừng nói biết có bài quốc ca nha. 2, 3. Đúng rồi, em chỉ biết con bài đó. Thôi đi. Thật đấy à, em không có biết bài hát nào đâu. Biết đọc thơ không? Không. Vậy em biết làm gì? Em chỉ đi phượt hoặc là đi sửa xe hay không cũng biết rồi. Xe bạn gái này có hư không? Dạ không. Trời ơi, ổng vậy sao ổng có bạn gái được, khổ tâm quá. Bạn gái tặng bạn trai một bài hát đi cơ. Em làm thơ nha. Rồi làm thơ. Chào anh người lạ kế bên à, chẳng hay anh đó họ tên tuổi gì. Năm nay em độ xuân thì, gặp anh đôi chút có khi lại gần. Hay là mình kết làm thân, biết đâu duyên số dành phần hai ta. À, vài câu chào hỏi gọi là anh nghe để đó để mà vui thôi. Thôi này ở đâu vậy? Dạ em tự. Em tự sáng tác á hả? Tự sáng tác mà sao không thuộc cho nó lào lào nhường nhuyễn. Cũng tại vì em lúc mới nghĩ lúc nãy thôi. Thật ra là câu thơ lời văn ý thơ rất là hay, em có nghe không? Nó rất là phù hợp với chương trình này, là cố tình sáng tác để dành tặng cho cái người bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Giờ chị Tường muốn hai bạn mỗi người nói với nhau một câu nữa, mình chia sẻ thẳng thắn một lần trước khi chị Tường đưa ra quyết định cho các bạn bấm nút có hẹn hò với nhau hay không. Tới trong lòng thì tại vì có vẻ trước giờ là cũng chưa có thật sự rung động với ai nhiều,
Cho nên cho đến giờ thì cảm xúc em vẫn là không có gì để thay đổi, không động cũng không có cảm xúc gì hết. Bạn nữ có ý kiến gì không? Dạ thì anh cứ sống với cái cảm xúc của mình, em cũng sẽ có cảm xúc riêng của em. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi mời các bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian rồi. Em đang trôi theo một cái dòng suy tư gì đó. Em đang nghĩ điều gì? Suy nghĩ là thực tế em không có cảm giác, cho nên thì nếu mà em bấm thì nó lại có vẻ như là dối lòng mình quá. Đúng rồi. Em cũng chưa biết. Tại vì cái nút bấm này là nút bấm để hẹn hò. Mình thật sự có cảm xúc mình mới bấm. Thế còn bạn gái? Dạ, tại vì em cũng có cảm giác giống như anh là em chưa có cảm xúc. Cũng không muốn ép anh trong cái vấn đề này. Rồi, mời hai bạn. Dù sao thì Tường cũng cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Và theo như tiêu chí của chương trình, đúng như hai bạn nói, chúng ta phải làm theo cái sự mách bảo của trái tim. Nếu như chúng ta không có cảm xúc thì chúng ta không nên cưỡng cầu. Bởi vì tình cảm nó phải đến từ hai phía. Và vì Tường cũng chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình, một cái người nào đó mà khi gặp nhau là các bạn sẽ thấy rung động.